Ok, như mọi người thấy ở đây thì chúng ta đang đứng trước 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 bàn bàn cháp. À, đúng là bàn cháp. Đúng rồi, và như các bạn cũng thấy thì mình đã trao trọn niềm tin cho cái người tự xưng là ôi cháp thánh nhân vật chuyên nghiệp mạnh nhất kênh này. Ok, để cho Chapper chuyên nghiệp. Chap boy. Thử nha. Để coi sao nha. À, hứa không làm Hương thất vọng. Chỉ thức hứa thôi. Chỉ thức hứa thôi. Ok, lần đầu tiên. Bạn sửa khởi đầu nè. Trải thành lòng có trong gì hết. Không phải gì hết à. À quên, Hương có đặt khóa. À một cái khóa này, hai cái khóa này. Không crit này. Đúng dòng chính chứ không crit này. Tấn công này, HP. Ở Furina. Gì vậy? Furina cái cần không? Không mà Furina anh đang cần hai cái này không? Furina không cần tấn công mày ơi. Không HP nè. Nhưng mà nó vẫn có HP. No. Ui. Ok, thử được. Thử được. Okay. Đó. Đây, thử lên 4 coi nha. Let's go. Ok. Giờ cái hoa của ông Hưng ổng cũng hơi căng thẳng rồi, cho nên là mình sẽ không nâng mấy cái kia. Mấy cái không double crit nha. Lần trước thì Hưng có cút được chứ giờ cái hoa của Hưng cũng mạnh lắm rồi. Mình đang ngồi đây, các bạn có thể nhìn thấy mặt mình là mình đang rất lo lắng. Đấy, hai thứ đã hơi thấy rồi. Sofa là như mọi ngày đó mọi người ạ. Ừ, nhưng mà kết luận kết luận hiện tại như mọi ngày, cho tới khi cái này vô double crit thì xong rồi. Double crit hả? Thì thường, là theo thường cái khúc này là mình thấy double HP hoặc double ngự nè mọi người. Chắc chưa. À nó không nó là double tấn câu luôn. Nó không như cả hai dự đoán à. Còn nó chặt hết rồi đúng không chị? Vừa lòng thế nhờ. Không khóa hết này. Phòng ngự này. Phòng ngự tiếp này. Ê. Tăng sát thương vật lý này, phòng ngự này. Phòng ngự này. HP hai dòng HP đó cũng hai dòng ngự luôn. Thôi ít ra cũng có đồ để chiến vọng đi. Đặt gọi là chiến vọng đi ha. Tấn công. Mình muốn cố vòng hay thôi. Thôi. Ok. Công nhận cái bí cảnh này nó cũng hơi ảo ma Canada thiệt á. Các bạn thấy không? Đâu phải dễ đâu đúng không? Ừ. Ta lần trước làm đi lúc của em mạnh quá ha. Nó hack game đấy. Không khóa tiếp này. Nó có cái dòng phòng ngự to đùng á, nhưng mà suy nghĩ được. Tấn công. Các bạn cứ tưởng tượng là 13 cái món đó là cỡ như ta cả 2 ngày á. HP này. Chắc thôi. Nó phải double crit các bạn. Video siêu nhanh luôn. Video này có thể kéo dài trong vòng 5 phút á. Tập siêu 4. Vẫn không khóa này, quá mạnh luôn. Vẫn không khóa. Alekino. Ok, cho thử. Biết đâu mình sẽ có Alekino ma nữ các bạn. Sao vật lý nhiều vậy? Bây giờ thấy cái tăng HP hơi nhiều ha. Bây giờ thấy cái HP hơi nhiều ha. Không thấy nó vượt rết luôn. Ừ. À nhờ, lần này chắc Hưng ám rồi. Đó là tăng HP gì? Nào mới nói vậy? Tính thông. À, cái stream này quỷ ám rồi.
Cái video này bị quỷ ám rồi. Đó, cho ông thêm cái e nữa cho ông không bị. Đó, xuống 50% cái đi. Đúng rồi. Cái ăn à. Hưng tâm linh lắm mọi người. Đó. Ý. Đó, thấy chưa? Tại sao cái kia? Nhưng mà vấn đề là tại sao? Thấy chưa? Tại sao thứ khóa là cái lông? Nhưng mà ủa. Còn sao lại là lông? Đó. Có thế nhỉ? Ê, có buộc phía đâu? Nó tinh thông nó có cái gì vậy? Cái lòng nó tinh thông có gì vậy? À, anh nhìn nhầm, anh nhìn thấy tỷ lệ. Double crit không nhờ. Anh nghĩ là double crit, ba dòng. Double crit dòng HP. Ba dòng. Ok. Cũng được. Thử nhá. Nếu mà nó tốt. Tiếc là nó không có dòng tinh thông ha, nó là dòng ngự. Min. Lại min. Ô lại min. Trời ơi trời. Chắc là lần nữa cho nó tribute đi ha. Nó bị mà nó cúng là thôi cúng đi. Cúng lần cuối đi. Cúng lần cuối. I mean it's alright, like nó không tệ, thật ra nó không tệ đi ha. Mà nhưng mà nó không vượt được cái cũ. Nó lấy là 40 á, nếu như nó max là nó 40 ấy. Nó mà max là nó 45-50 anh ơi. Không, 45 rồi. Nó lệch cho một dần HP thì anh không nói. Nhưng mà ý là nếu mà max những cái dòng kia á, nó là 40 rồi. Cái gần 50 nó 45 á. Ây da, nhưng mà vấn đề anh có cái hoa cao hơn. Cái lồng tiếc quá, nó mới 35. Ừ. Lại lông này. Lại lông. Bro. Tôi nghĩ được này. Ok. Ảo này. Giữ không? Từ từ nha. Ok, okay giữ được. Tăng này. Công này. Ok. Rồi tới cái này. Ê, cả hai đều thiếu tỷ lệ nha. Ừ, double crit không ta? Cái này double crit không? Nó ba vòng. Nhưng mà nó được. Test nước, thử nước. Nó đã khóa là nó anh đã set up cái khóa là nó được. Thử nước được, ý nó thử nước. Ừ. Nhưng mà thử gồm 4 thôi. Đó, ý nó thử lên 4 nó không vô trong một cái thôi. Thì nói tất cả là tại Hưng và Move On đúng không? Tất cả là Hảo chứ. Ok, phòng ngữ. Ngữ nè. Nãy em kiếm được cái 35 danh rồi mà lá gì. Đầu 4 luôn. Em làm tí đầu 4 không? Thử đi, ý nó là muốn thì để em thử. HP này. Các thương nguyên tố thảo ai xài HP này. Em cũng không chưa, biết chưa nữa. Có ai xài HP. Nó là một cái món đồ trong tương lai không? Khoảng cỡ 12 năm nữa. À thật ra có Baizu á, nhưng mà Baizu muốn gây sát thương thì nó hơi lỏ rồi. Rồi Baizu tại sao lại chơi ly thảo? Thì đấy. Ui. Cái này mới là phải dù mà muốn lên sát thương thì nó hơi kỳ kỳ á. Rồi tới cái này coi bạn có vô không? Thì hồn cho nó vô cái đi. Tỷ lệ. Ồ, đây cái này mới đúng như anh nói, nó buộc phòng ngự đi. Anh cũng nghi nó là ngự rồi đầu rồi em. Rồi giờ tới cái này. Liệu nó có vô tỷ lệ không hay là tiếp tục chúng ta phải test nước? Lần nãy lần thứ mấy rồi Hưng? Thứ 7. Ok, lần nãy thứ 8. 8 nè. Chắc lại coi đúng chát. Lại lông. Lại lông. Lông đập vô mặt Hưng. Nói dữ. Rất nhiều lông. Lại lông. Ê. 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 Thật ra là mua môi thôi. Ừ, nhưng mà ế. Lệch nhau. Cái nào hồi nãy cái này chưa phá ta? Cái bên phải á.
Ai đó. Okay, 3 trên 4 vòng, 3 trên 4 vòng. Một phát. Thì nó vẫn đạt yêu cầu nhưng mà chị. Yeah. Lý do mà mình chỉ để vòng nhưng mà vòng ngự à. Lý do mình không thèm khóa luôn á, mọi người hiểu không? Cái này nó cho hy vọng. Này nó hơi kỳ nè. Thật ra là mình sẽ cho hy vọng xíu. Này đồ Alakino này cho nên là tôi trước đi nhá. Tinh thông này bỏ. Ok, một thứ. Rồi cái ngoài lề trước đi ha. Cái ngoài lề cho Jaylan. Đúng rồi, ngoài lề cho Jaylan. Tóc bộ đầu. Huyết vương. Ok. Rồi tới cái tiếp theo cái. Tôi nghĩ chứ. Tỷ lệ tại sao là HB? À vậy thôi, bỏ. Giờ là hai lâu hả? À, lâu kiểu lộn. Đập mặt lông, đập mặt hưng. Ủa rồi tại sao? Ê? Đúng kìa. Ba lắm. Đúng kìa, nó đập mặt vô. Nó đập vô mặt hơn. Một đống lắm. Ê, từ từ, này cũng được. Nhưng mà Khoan. Alakino. Đó, sát thương tỷ lệ hết. Sát thương tỷ lệ tinh thông. Sát thương tỷ lệ tinh thông. À, cái này okay. Không, cái này bỏ được. Lần này vẫn là hai lông. Lần này ngoài hai cái lông ra thì mấy thứ còn lại nhìn có mấy ổn á chứ, đúng không? Ừ. Ờ, cái này nó tệ là nhìn tự táo tệ chứ đi theo mọi người. Để mình lấy trái táo mình ném lên trời làm MV. Oh! Ok rồi đó, hợp lý. Như đã dự tính, Ừ, okay. Cũng không mong nó mạnh lắm nhưng mà nhìn cũng hơi đau. Mình cộng bốn, mình chơi cái cộng bốn từ từ không? Thấy hay mình làm một mạch luôn. Nãy anh còn phút đâu. Vậy không thì lên 20 luôn. Đó, anh hết phút rồi. Anh nghĩ sao? 1, 2, 3, 4. Nó lệnh một lượng tinh thông á. Từ từ để nếu chắc mà trong trường hợp bình thường hả? Lên mạnh nhất là 28, 2.7. Nó vẫn thiếu nó một xíu. Nó khoảng 33. Vẫn thiếu đúng một xíu. 28.9. Đáng lý nó lên là 4 vòng đúng không nhỉ mọi người? Ừ, nó 4 vòng thì nó tốt rồi. Tại sao giữ hay là thôi? Bỏ. Okay. Bỏ. Nhưng mà còn lượng ủa, cuối sao nó lại vô hai dòng HB nhỉ? Còn lượng cuối thôi, vô luôn đi, nó vô tỷ lệ nè. À rồi thôi. Thôi, đáng lẽ không nên nói gì. Trời ơi, mày hết hết. Đó, không, nhưng mà xấu cái xấu cái mũ mà không khóa cái nào nó cũng mèo mai Canada. Tấn công. Ừ. Chi liêu. Chi liêu. Ủa trời ơi. À, mà tính ra lần này lần đầu tiên mới không có cái gì nó có thể nâng được á. Tính ra lần đầu tiên không có gì có thể nâng giờ được. Cái gì tệ hơn ta? Khóa nhưng không nâng được. Hay là không thấy gì? Khóa nhưng thật ra là không có gì nó tốt hơn á. Tại vì nâng lên tốt phút. Ừ. Đối với hạt anh thôi. Nè, mọi người nhìn đi. À. Vậy mà cũng chỉ có ly với lông thôi hả? Ừ, ly với lông. Chỉ có L thôi. Rồi để coi chữ L ra cái gì ha. Lần thứ như ừ. Cái L luôn. Để đúng nghĩa luôn, như cái L thiệt luôn á. Chữ không? Bỏ. Ha ha ha.
Why? Ê! Ok, đó là lý do anh tại sao á. Rồi thôi mình nâng mình nâng cái meme này cho nó xả xui đi mọi người. Nó lên 18 thử xả xui. Ra 40 CV thì dùng thôi. Thì chỉ có anh New Bullet C6 mới cứu rồi. Quá quê. Đó, nó là thay dòng luôn rồi đó, thấy không? Em nói rồi nâng cái meme. Nâng vui thôi. 35 là được rồi, 35 thôi. Wow. Hưng khống hết. Ít ra là cút một cái là nó vô những cái nó vô chỉ là thực sự đó là đúng một lần thôi. Còn lại nó hai lần nó vô dòng mình cần. Nhưng mà vô nhiều quá. Ý nó không nên đặt expectation nữa. Lần cuối cùng nó không có gì luôn. Cái này từ từ suy nghĩ được, nhưng mà tại sao nó lại là hoa? Tại sao lại là lông? Ok. Ok, không ngửi bỏ luôn. Trời ơi, không ngửi. Làm lần nữa không? Lần nữa đi, anh nghĩ một lần nữa được. không thể kết thúc bằng chuỗi thua như vậy được đúng không? Đúng rồi. Lần kia anh nghĩ có thể là hai lần nữa. Ồ hai hoa này ơi. Ê, đỡ hơn rồi nãy. Không phải hai cái lồng mà hai cái hoa. Ủa mà tính ra tập ở tập 1 mình như là mình nâng hoa rồi các bạn. Không này. Why? À không, em Why? Có em có nghe leak mới nhất, em nghe nói hình như Alekino scale phòng ngự, đừng lo, sao. Ủa giờ quên. Mày bỏ hoa cho anh, nhanh lên. Thôi, cứ khóa lại đi, nó vô khi nhìn thấy cứ khóa lại. Để biết đâu là thứ. Ôi, mà hai cái hoa nó khóa nó không xài được. Trời ơi. 4 vòng xong nó 3 vòng như anh yêu cầu mà. 4 vòng như 3 vòng cho yêu cầu nhưng mà không phải là 2 vòng crit đúng. Buồn ghê chứ. Buồn. À, buồn luôn rồi. Rồi mình nâng cái hoa phòng ngự gì cái lông phòng ngự gì đó cho nó đi luôn đi em. À thì lát nó vô 40 CV cái hết lứt rồi. Là hết luôn. Uống giọng dưới nó ngon. Không lẽ kết cục một cái video này là một cái lông phòng ngự được lên 40 CP. À không, nó lệch ok. Ok. Em mới lệch chỗ này cũng ghê rồi. Thì lần nữa đúng không? Ừ, lần nữa luôn đi. Ok. Hết phòng trời vậy. Không. Nhà hoa. Không, cái lông nó bỏ đi. Lông nó bỏ. Cái này hả? Ừ, lông nó bỏ đi. Ê, bỏ thì bỏ. Tôi bị. Ai à? Em lấy cái nón ngự đó em để cái đồng hồ ngự luôn cho anh. Mình nâng cái nón ngự trước. Ok. Mình nâng cái nón ngự trước. Okay. Theo anh muốn. Mình nâng cái nón. Mình đốt cái nón ngự đó đi. Thì như anh muốn. Bằng cái đồng hồ ngự luôn. Biết. Đúng rồi, nó chính nó. Ok, đi được rồi. Ừ, nó lệch lần. Nó mà không lệch lần là còn đau khổ. Ngự luôn á chứ. Ừ. Không mà sau này rửa thiệt chứ. Ừ này mình rửa thiệt chứ. Các bạn bị nguyện rồi sao ta? Giống em chơi Mochi thôi, để mai mốt em cho anh cháp Mochi của em lúc mà 5.0 ha. Đổi lại. Ủa sao?
đổi lại coi ai anh em chép nhau coi coi được gì không. Xong anh chép em cũng vậy, cũng ăn hai bên nguyện hết, hai đứa tàn phá nhau luôn. Thực ra em cũng không hẳn là phá mà nó có đồ nhưng nó không đủ tốt thôi. Nữa bố nó nên là một cái đồng hồ chứ. Ồ, không có hoa luôn. Mà anh trồng một cái lông gì đó đi. Thật ra nó không yếu mà. Dòng đó thì nó vẫn được tính là ổn. Thì nếu như đó là Raiden. Ừ. Wow, cái gì vậy? Em nghĩ anh nên chơi em nghĩ anh nên chơi gì ta? Ly tinh thông để mà chơi cái đồng hồ tinh thông để chơi cái nẻ HP, hợp lý á. Hiểu không? Chơi một HP để nó không bị cáp crit. Nghe phòng ngự nè, bỏ đi. Anh nghĩ là anh sẽ bị cáp phòng ngự trước khi mà đây cái này. Đây cái thứ nguyền rủa này. Ê, nó tấn công luôn á. Ừ. Thì Rider. Tính ra cái nãy em nó cũng đỡ quyền hơn này đúng không? Thôi mình cũng hết lời, hết nói rồi thôi. Thử không đi. Không thì cái lứt em đã nói rồi, cái lứt nâng hiệu quả nạp của em nó lạ lắm, nói rồi. Nhưng mà nếu mà có hiệu quả nạp thì có khả năng là Raiden lại hấp. Rồi thì lần cuối nè. Game gì đấy? Lần cuối. Tại sao cái lông nó vẫn khóa? À và nó cũng bỏ luôn đi hả? Ok, cái ly HP đó thì này thì khóa được. Ừ. Cú đi nè. Gì kỳ vậy ta? À, tôi chap cho Raiden tất cả những con khác của tôi có nâng cấp. Thì ông tôi chap cho Hu Tao tất cả những con còn lại của tôi có nâng cấp. Đúng không? Mình giúp Hưng chap thánh di vật cho Hu Tao, tất cả những con còn lại của Hưng có đồ nâng cấp. Có lẽ như mình không nên làm điều này từ đầu. À giờ anh nhìn cái này nó vô 50 CP nè. Má nghi thiệt chứ. Em đọc lệnh thẳng luôn, cái này vô 50 CP nè. Tế về mới lệnh con cá à. Thì đó ý là em lệnh con cá cho em mới đang đứng. La lôi. Nó vô thêm cái sắc cương bão. Oh my god. Wow. Đó. Anh có nghĩ tới Hu Tao chơi đi HP bây giờ chưa? Bây giờ nó thành một ông sếp. Nó 40 CV luôn. Chính xác là chưa được 40 CP đâu, tại cái kia 2.7 cho nên chưa được 40. Wow. Đó, thật ra cái này nó không tệ. Nhưng tại sao?